Một chủ doanh nghiệp ở Quảng Ngãi chuyển nhầm gần 200 triệu đồng cho người đang bị tạm giam chờ thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 19 tháng 7, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phối hợp với phía ngân hàng giải quyết vụ chuyển nhầm tiền cho người đang bị tạm giam chờ thi hành án. Cụ thể, ngày 25 tháng 5, anh CVV, chủ doanh nghiệp ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, sử dụng điện thoại để chuyển tiền cho đối tác qua ứng dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Tuy nhiên, anh V đã vô tình chạm vào tài khoản giao dịch trước, được ứng dụng gợi ý tự động nên chuyển gần 200 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Khi phát hiện, anh V liên hệ ngân hàng nhờ hỗ trợ, đồng thời làm đơn gửi Công an huyện Bình Sơn để được giúp đỡ. Qua xác minh, Công an xác định chủ tài khoản nhận tiền anh V chuyển nhầm là người đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi. Công an huyện Bình Sơn sau đó liên hệ Tòa án Nhân dân tỉnh, trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng một văn phòng công chứng tại thành phố Quảng Ngãi để thực hiện các thủ tục cần thiết, hỗ trợ và giúp anh V lấy lại tiền.